À, xin chào tất cả mọi người á. Đây là cái hoa của cây mai Bình Lợi nè, siêu bông Bình Lợi á, trổ bông mà chùm luôn á. À, hoa to, à, giống mạnh dễ nở á. À, đây là giống mới, nói chung là chỉ có hàng mà làm giống thôi chứ mà mới ra thị trường khoảng 10 tháng á, chưa cây chơi Tết nhiều quá. À, hôm nay anh em hỏi hàng chơi Tết đây. Đây thì có đem về một lô giỏng nhung á. Này là ghép khoảng 2 năm hơn. Gốc thì cỡ lớn ngón tay cái, cái củ cỡ ngón chân cái, nằm trong cái thùng C7. Giỏng nhung á. Đây là giỏng nhung chứ không phải là Thủ Đức á. Nhung thì bông đẹp hơn Thủ Đức. Nút nụ à, dữ lắm nút nụ. Chiều cao là 4 tấc, toàn ngang cũng khoảng tầm khoảng 4 tấc á. Cây này thì bấm đôn thôi chứ không có được du dây á, nên nhìn cái cây nó thiên nhiên hơn. Cây này thì ghép được 3 năm rồi, giấu đôn mà chơi Tết. Mỗi năm đôn một lần nè. Này đôn một cái nữa. 3 năm này đáng lẽ vô chậu cũng cỡ chậu 2 tấc 2 tấc 2, vậy em ta vô rễ ăn cứng bầu hết rồi, nằm trong C7 rễ ra mặt chậu luôn á. Cái lô này ở vườn đang có khoảng 300 cây đó. Này bán giá lẻ 180.000 đồng một cây đó. Anh em mua từ 4 cây thì bao ship á, còn 1-2 cây thì vẫn gửi. À, thêm 30.000 tiền ship. Cây này, thế này đóng vô cái thùng mà. Cây không có nhiều tiền mà tiền ship mình vận chuyển khoảng 5-70.000 rồi á. Nụ à, tới mấy đầu cành luôn. Đây là hàng chơi Tết á. Dẫu nhung mà. Đồ này có 300 cây. Chiều cao 4 tấc. Đều đều hết, ghép khoảng hơn 2 mùa rưỡi đi, cứng cáp cây, nụ dữ lắm nụ, tới mấy đầu cành nụ nè. Dẻo nhung này giống như Thủ Đức á, đặc tính nó giống là nó rụng lá nhưng mà nó không có nở, không có bị nở bậy á. Bông thì nó bông đẹp, nếu mà so về cái mặt bông thì nó đẹp hơn Thủ Đức, nhiều cánh hơn Thủ Đức. Mặt hoa nó thẳng thớm hơn. Đây có con bông nở nè. Bông đẹp á. À, thì anh em lô giỏng nhung á. Một cây là giá 180.000. 4 cây thì bao ship á. Còn anh em mua 1 cây, 2 cây vẫn gửi thêm 30.000 tiền ship nữa. 1 cây thì 30.000, 180, 210.000 bao ship á. Cây gốc lớn á, tay cái nè, cây cũ bằng chân cái. Vô cái chậu về em ta vô chậu cỡ 2 tấc hoặc là 2 tấc 2. Rồi, kết video mà anh em xem cái mặt hoa của giống giảo nhung này á. Đáng sưu tầm á, nụ quá trời nụ luôn. Quá sức nụ. Đây là cái lô giảo nhung đó, cũng chung loại này, này lặt lá bán ở đi Hà Nội đó, thấy nó lá gì lặt ra là nụ đó, đơm nụ ở trên này. Cũng chung loại ra lên bông nè, bông bự đẹp á. Nếu mà xét về mặt hoa, giảo nhung một trong những cái loại hoa, những cái giống mai có mặt hoa đẹp nhất á, cánh dày, nhiều cánh, bông bự. Mà nó bị có nhược điểm giống như Thủ Đức ha. Nó không có nở, nó không có nở tầm bậy, nó không có, nói chung là nó nở quá trời nhiều nụ quá, nó không có hết.
chúng ta xử lý kỹ thuật lặt lá hai lần thì nó nở cũng như thủ đức á, nở đều. Đây là hoa của cây mai giáo nhung, hoa rất là đẹp, cánh thẳng. Xếp vừa vặn lắm á. Giống như hoa rất đẹp á. Giống nhung rất đẹp, nhìn vừa vặn lắm. Chùm chùm luôn, chùm đá thiệt đá.